Âu Dương Lan bởi vì liên tục thức đêm công tác dẫn đến đột tử, hắn xuyên tới thời điểm chính là liên bang cùng đế quốc liên thủ đối trùng tộc đánh một trận thắng, toàn dân trưng binh thời đại đã qua, sau chiến tranh mọi người nhu cầu cấp bách văn hóa cùng giải trí tinh thần tẩm bổ, nhưng mà rất nhiều văn hóa đều tại quanh năm chiến tranh bên trong biến mất tại lịch sử sông dài bên trong, vì vậy AI chế tác đúng thời cơ mà sinh, tinh tế trên 80% điện ảnh phim truyền hình trò chơi âm nhạc toàn bộ. Do AI sáng tác, mà ai thì là lại các trường học nhân viên nghiên cứu khoa học các loại sáng tạo chỉ cần nhập vào một chuỗi mệnh lệnh cùng nội dung trong khoảnh khắc liền có thể xuất hiện sáng tác chất lượng cao chất lượng ai cùng mau lẹ nhanh chóng chiếm lấy thị trường cứng rắn đem toàn bộ người làm trong ngành chế tác chen chết chỉ có mấy người chế tác tích lũy nhân khí trong quá khứ dựa vào bột vùng cùng với tiện lợi ai cung cấp đau khổ chống đỡ âu dương lan xuyên thành một tên kiên trì không cần ai chế tác đã từng cũng chụp ra không ít bạo khoản nhưng tại AI nhanh mạnh thế hạ đã sắp không có tiền ăn cơm. Mỗi người đều trào phúng Âu Dương Lan người chế tác kiên trì không dùng AI này đáng bị đào thải, não người nào có cơ sở dữ liệu khổng lồ AI đặc sắc. Thức tỉnh hệ thống chế tác tinh tế tốt nhất, Âu Dương Lan từng là nhà chế tác hàng đầu nước hoa đón khó mà lên. AI có thể thay thế trí tuệ của nhân loại. Trí tuệ nhân loại kết tinh AI vĩnh viễn không thể phục khắc. Ngay từ đầu tinh tế nhân nhìn Âu Dương Lan, một tên hề nhảy nhót nghèo túng. Sau đó tinh tế nhân nhìn Âu Dương Lan. Đại lão tiếp tục mời gan chế tác. Đừng dừng lại. Như vậy đẹp mắt lại có thể an ủi tinh thần lực chế tác càng nhiều càng tốt A. À, chương một, Xuyên qua tinh tế thời đại. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 A à, cấp chế tác chất lượng kiểm trắc. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Tốt nhất hoạt hình phim ngắn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Cho ta làm đầu bếp có thể chống đỡ lợi tức. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Tấm màn đen tốt nhất hoặc hình phim ngắn vậy mà không phải AI chế tác. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 6 Chiếc đồ ăn mới linh cảm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 7 Trao giải nghi thức, chất vấn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test chương 8 Để nhất thần trù Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 9 Kỳ quái hợp đồng, quay ngựa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 10 Thật là ác độc một bộ anime Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét